các bạn. Thì tuần vừa qua có khá nhiều bạn hỏi mình là mình quay màn hình bằng ứng dụng gì. Thì lần trước mình có giới thiệu các bạn một ứng dụng có tên là Red, tức là thu hình thôi. Thì cái ứng dụng đấy mình sau khi một thời gian sử dụng mình thấy nó cũng khá là sida, nhưng mà nhiều lúc đang quay tự nhiên kiểu tự nhiên là bị out ra, chả hiểu vì sao là không lưu, và cái file lưu đôi lúc nó cũng không mở được. Thế nên là mình hôm nay mình đã tìm ra và giới thiệu các bạn một ứng dụng khác có tên là SCI Free. Đây chính là về ứng dụng này. Thì các bạn thấy nó khá là nhỏ gọn. Đây mình sẽ ra ngoài màn hình cho các bạn xem. Mình sẽ vào lại. Đấy, các bạn thấy nó khá nhỏ gọn. Và để quay thì các bạn sẽ ấn vào phím đỏ này. Ok, nó đã tiến hành quay. Và các bạn thấy ở phía trên này nó có một cái biểu tượng nhanh nháy nhỏ, tức là đang quay rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Khi mà các bạn bút xuống thì các bạn có thấy là nó đang record đây. Thì để kết thúc quá trình quay thì các bạn sẽ ấn vào phần này. Đấy, nó sẽ stop lại cho các bạn. Thì sau khi quay xong thì nó sẽ lưu cho các bạn vào phần album của máy. Ở đây chúng ta sẽ vào lần thư viện. Đấy, các bạn sẽ có phần này. Chúng ta sẽ mở nó ra. Đó, các bạn có thể thấy là quay khá là mượt mà. Và như các bạn đã thấy trên những cái video trước thì ứng dụng quay này cũng khá là ok. Trừ một điều là nó là có cái cứ nhấp nháy ở đây. Thì mình sẽ tìm ứng dụng Pro xem nó có bớt cái nhấp nháy không. Trong cái phần setting của ứng dụng này thì các bạn sẽ có một số thứ mình sẽ giới thiệu các bạn luôn. Đây, chúng ta tiến hành vào setting. Rồi, trong này thì các bạn sẽ có hai phần chính. Chính xác là một phần chính thôi. Thì phần này là phần lưu trữ thì mình cũng không phải nói nhiều vì nó sẽ tự động lưu cho các bạn. Ở phía trên này thì các bạn sẽ có đầu tiên đó chính là về cái những cái preset cho cái máy của các bạn. Ở đây mình khi mà mình chạy cái khung là độ phân giải là 720p thì máy mình sẽ chỉ boot được khoảng 33 FPS thôi. Thì mình nghĩ là nó cũng đủ dùng rồi. Đấy, ở dưới thì các bạn có thể thay đổi ví dụ mã cái gì nhỉ, gọi là cái nguồn của video chẳng hạn đấy, nặng nhẹ. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi cái khung hình đây, mình có thể chọn Full HD. Tuy nhiên là Full HD thì máy mình thì khá là lag nên mình không thích dùng. Ở dưới nữa thì các bạn có thể chọn chế độ là các bạn sử dụng GPU hay là sử dụng CPU để quay. Thì với những máy mà có GPU mạnh mà nó hỗ trợ thì các bạn nên sử dụng GPU, nó giống như kiểu trên laptop ấy. Khi mà hoặc trên máy tính khi mà các bạn có card màn hình thì các bạn nên sử dụng nó để edit video chẳng hạn, sẽ là tốt hơn khi mà các bạn sử dụng CPU. Ở phía dưới thì các bạn sẽ có phần audio. Trong phần này thì các bạn có thể thu âm trực tiếp từ cái micro này, chỉ thu âm từ điện thoại mà thôi. Thì cái này các bạn có thể lưu ý và sử dụng. Có một cái điểm mà mình không thích ở ứng dụng này đó chính là về cái thời lượng. Thì như mình quay thì thời lượng nó sẽ cho các bạn là 3 phút để các bạn quay. Và đôi lúc thì quay quá 3 phút thì chúng ta sẽ phải chia đôi nó ra. Có một cái điểm khá là khó chịu khi mà các bạn giả sử các bạn chỉ có quay 3 phút linh 5 giây thôi thì tự nhiên phải tòi ra 5 giây quay thêm, rất là mất thời gian đấy. Thì đây là cái điểm chưa hay ứng dụng này. Tuy nhiên là về giao diện và về cách sử dụng nó thì rất là đơn giản, và mình nghĩ là ai có thể sử dụng được nếu mà các bạn cần. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Bài giới thiệu ứng dụng của mình đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.